Rồi chốt đơn hàng luôn hả? Rồi chốt đơn hàng luôn nè, ghi giùm đi Mới nha. đây, người hâm mộ Ok, không khỏi bao bất nhiêu ngờ là với thông tôi đơn tin Hoài Linh tiết hàng? lộ phải livestream bán hàng online để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nói Vậy chung thực hư thông là tin này như thế nào? Trên trang cá nhân, Hoài Linh livestream giao lưu cùng người hâm nếu mộ mà thu quý hút vị đặt hàng nghìn hàng lượt xem nhiều trực á tuyến. thì Trong đó, nhiều nghệ sĩ chỉ như có mức Cát độ Phượng, thôi Phi à, Nhung, đặt Nhật Kim đặt Anh, nhiều Thu á Trang cũng để đó lại đó, bình luận thăm nhiều hỏi nghệ nam sĩ danh mà nếu hài, mà đặt nhiều nhiều tháng quá không đi thì nếu diễn, mà đặt cũng nhiều hạn chế quá xuất hiện thì trong cái các mức chương độ trình cũng truyền lớn, hình. tại Hoài vì Linh tâm cũng sự, lớn rất tuổi nhớ rồi mọi cho nên người, là rất đã nhớ lâu khán rồi cũng giả. không có Lâu lắm rồi không đi diễn, mấy tháng rồi, còn không gặp quý vị nói trên chung truyền hình thì cũng lâu lắm rồi. Rồi sau này khán giả sẽ gặp lại là Linh nó trong cũng những chương hơi hơi trình thiện cao đó, nguyện. hơi cao giá tí Theo đó, xíu Hoài Linh cũng cho biết, nhưng mà anh đã nếu ở mà nhà quý thờ vị tổ suốt mấy tháng đặt qua để mua phụ thì những công việc ở trong đền. Trong đặt đó, Hoài hàng Linh thì cũng nếu bán hàng mà online thông qua đoạn tùy livestream. đi, Nam danh nói hài chung cho là hay, tùy bữa giờ thấy mọi tùy người buôn bán online, trong thời nhưng mà gian ở hơi cao đây tí tôi nghĩ xíu mình chưa đi diễn được, à. nên mình cũng tập bán qua mạng để kiếm tiền sống Và qua ngày, kiếm thêm thu đây nhập. là cái món Tuy hàng nhiên sau mà đó, em Hoài gửi Linh đến khiến quý nhiều vị người đây. ngỡ ngàng khi giới thiệu Dạ về sản phẩm. dạ nó nhiều lắm, nó có nhiêu đây nè đó, nói Cụ chung thể, nó có Hoài nhiêu Linh cho đây biết sản là phẩm nó cần năm bán là hàng, một ít ớt tươi năm vừa thu hàng hoạch. Sáu ớt, Bảnh cho biết, đây là thành năm quả sau hàng 3 cây tháng chăm ớt, sóc đến, nám đen cây cả sếp mặt. một Sau nghìn cùng, cây Hoài số Linh bật cười đến chính rằng, anh chỉ muốn chiêu chọc người hâm mộ để mang lại tiếng cười ba thư tháng giãn. trời đây quý vị đây, trồng ớt em, trồng ớt 3 tháng đây nè, đây sản phẩm của em đây. Trong đoạn livestream, Hoài Linh cũng thể hiện nhiều ca khúc nhạc bolero. Khán giả yêu cầu nam danh hài hát các nhạc phẩm bolero, Xin gọi nhau là cố nhân, Phố đêm, Lá thư đồ thị, Hai chuyến tàu đêm, thậm chí nhiều bài không có nhạc. Hoài Linh cũng không ngại thể hiện giọng hát mộc khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa. Tôi không phải là ca sĩ nhưng thích nghe nhạc và thường ngồi nghêu ngao hát một mình, Hoài Linh chia sẻ. Đoạn livestream của Hoài Linh kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Nam danh hài vừa hát vừa tâm sự cùng người hâm mộ. Hoài Linh cũng nhắn nhủ khán giả giữ gìn sức khỏe, phòng tránh dịch an toàn. Hoài Linh cũng cho biết, nghề ca hát phải nghỉ sớm nhưng sẽ hoạt động muộn so với các công việc khác, cho đến khi chính thức có thông báo hết dịch. Nam danh hài cũng hẹn gặp khán giả trong thời gian sớm nhất khi trở lại sân khấu. Trước đó, Hoài Linh gây chú ý khi xuất hiện trong clip đang làm cỏ ở đền thờ Tổ do em trai Dương Triệu Vũ chia sẻ lên trang cá nhân. Sau thời gian cách ly xã hội, Dương Triệu Vũ tiết lộ điều thay đổi Đâu bất cả ngờ của cửa. anh trai ruột. Hôm nay, Dương Triệu Vũ lên thăm anh bốn Hoài Linh, phát hiện ảnh đen hơn, khỏe hơn, vui hơn và chăm chỉ ruộng vườn. Một ngày thiệt vui, từ Tết Em đến bây giờ giờ hai anh em em gọi mới là gặp mẹ lại. con. Trong clip, Hoài Linh xuất hiện trong trang phục giản dị quen thuộc, anh thư thái làm vườn, trồng cây. Khán giả khá bất ngờ khi thấy gương mặt của danh hài nổi tiếng khá hốc hác, vóc dáng gầy guộc. Ở mấy Khi tháng Dương rồi Triệu đây Vũ cô, vén áo nơi cánh tay mới của gọi anh là mình mẹ. để cho thấy hai màu da khác nhau do phơi nắng. Đó, Fan còn sáng thấy nay được mới bắp gọi tay là của Hoài Linh gầy đi so với trước đây. mẹ. Rồi.